bề ngoài tuy chẳng có gì nhưng mà bên trong là nội thất được tiện nghi bất ngờ. Tiện nghi bất ngờ. Nhà bà Thìn thì gần nhà bà Đào, gần nhà bà Đào là nhà bà Hồng. Vì nhà bà Đào trồng hành trồng cà và dành tiền làm nhà. Chưa chưa bà Thìn nhà bà Đào đua bò và gà trốn về nhà thèm thuồng về đào nhiều tiền. Còn bà Hồng thì về nhà ngồi tiền buồn phiền về đào nhiều tiền mà làm nhà đấy. Xin chào tất cả mọi người. Chiều hôm nay tôi sẽ đến nhà em Quỳnh để thăm em ấy sau khi mà em ấy xuất viện. Nhưng mà trước khi để làm được cái điều đấy thì tôi phải đến tiệm tóc để tôi tút lại cái mái tóc của mình đã. Ok, vẫn như cũ thì đây là Lê Văn Phương, một trong những cái người bạn đã luôn luôn thiết kế cũng như là hớt cho Hồng những cái mái tóc rất là đẹp. Bạn nào mà chúng ta có nhu cầu làm tóc đẹp thì nhớ inbox cho Phương để đặt lịch nhá. Đấy, Đông Tây Barber Shop. Hôm nay thì tôi cảm thấy rất là tự tin với cái mái tóc này nên là chiều nay là quyết định mua con gấu bông đến để thăm em Quỳnh sau khi mà xuất viện. Mọi người cùng theo bước chân của tôi nha. Ok. Xin chào tất cả mọi người. Đây, đầu tiên là Vi, Hùng và Tú xin gửi đến tất cả bạn một lời chào và một lời chúc sức khỏe. Đầu tiên là cũng xin cảm ơn những người bạn đã hỏi thăm tình hình sức khỏe của em Quỳnh trong thời gian một tuần qua. Nói chung là một tuần qua thì em Quỳnh thì có nhập viện bởi vì một số lý do. Hôm nay thì đấy, sức khỏe hơi yếu, bây giờ đã tạm ổn rồi thì chuẩn bị trở lại với mọi người thôi. Nên hôm nay là đúng rồi, xuất viện nên là bây giờ chúng tôi muốn tạo một cái sự bất ngờ bằng cách là mua một cái thùng vàng khá là to đấy và một bó hoa rất là tươi thắm. Và để gây được cái sự bất ngờ này thì tôi phải nhờ MV đấy ở trung phòng đấy. Mọi người xem tập trước MV thì khá là ít nói, nhưng mà nếu mà gặp trai đẹp và bự hơn thì em sẽ nói nhiều hơn. Nên là ok, bây giờ thì Vi sẽ giúp anh với Tú bằng một cách là dẫn lên một cách bất ngờ, và lát nữa khi mà mở cửa phòng ra thì mình sẽ tặng quà cho em ấy. Này đầu tư là cũng khá không tốt phải, rồi nha, không phải tặng vừa đâu mà. Ok, bây giờ mọi người cùng đi theo mình với Hồng nha. Ok. Người yêu ơi, hãy cho anh cơ hội được quan tâm, được chăm sóc em mỗi ngày. Anh ước rằng mỗi sớm mai tình sẽ. Hình như cái mặt này không phải là mặt bị bệnh mà mặt này là cái mặt mà Tết đến hay sao ấy. Nó vô nhà, tôi nhà, tôi nhà. Đây tặng bó hoa tươi như hoa. Là không có mặt luôn á. Bệnh mày cũng mất cúp tươi dữ ha. À hoa tươi này gì chứ. Trời ơi, nóng bóng. Trời ơi, nó dễ chứ mày động như vậy mà nó không có mất cúp đâu. Đấy, hôm nay nói chung là đến thăm em Quỳnh là tặng Quỳnh một con gấu bông thật là to để tối Quỳnh ôm Quỳnh ngủ. Cái bông này thể hiện cái mặt dễ thương như mặt này là Quỳnh ôm gì vậy? Mặt này là mặt thồn luôn. Hey. Ủa sao biết nhà em đang thiếu con gấu bông mà tặng em vậy? Thì anh phải hiểu tâm lý chứ. Thùng còn đó biết em thiếu tới cái gì nữa kìa. Hùng tính tặng luôn Hùng cho em còn thiếu cả người nữa kìa. Ôi hình Quỳnh đây á hả? Hình kìa. Hình mấy năm rồi mà. Hình này chắc chỉnh cũng chữ đúng không? Đây là hàng giao tận nơi nha các bạn. Còn hàng này là hàng bia. Hàng bia treo trên quảng cáo nha. Đây. Ở trong coi Facebook mà Hùng không đẹp trai với ấy Tú mà hoài nhìn đẹp quá. Con đẹp trai đúng không cô? Dạ. Rồi cô, thực ra là cô là người rất là biết nhìn người. Đó. Ừ. Chỉ cần nói cô đó thôi là con biết rồi. Con nhìn kỹ lại coi là điện nước đầy đủ. Hãy chụp nhật cái cùng nhau. Không, lẽ ra Quỳnh nó nhận quà nó vậy. À sao đúng không? Mở ra coi coi cái lông nó bông nó mềm. Cái lông là cái gì? Lông con chó. Tưởng lông mày. Tưởng lông mày. Trời ơi, anh làm gì có lông, anh sờ quát hết rồi đúng không chú? À lúc lần xì tay là nhẵn nhụi lắm rồi mà. Và ngày hôm nay giây phút này anh muốn nói thương tâm em từ lâu em có biết. Em cho vô giờ luôn á. Em cũng được chứ. Rồi bây giờ Hồng chưa vô nhưng mà thấy cái mặt giống mình không? Đấy em vô đi. Vô luôn. Vô luôn đi. Rồi rồi không vô lại. Chở Hồng trở về nhà luôn nha. Cuối giờ ngồi cái cái thùng luôn. Hồng chưa. Cuối rồi rồi. Rồi cuối đầu đó. Cuối xuống đi em. Đó, lúc thì nó chở em đi rồi lúc xỉu rồi lúc nãy xa lăng.
Quỳnh cũng mua trà sữa nãy cho mọi người nha. À, trong đây có phòng của camera luôn nha mọi người ạ. Tao cô nhấp vô tình nhỉ. Bây giờ là nhập viện luôn. Quỳnh mặt cái tự nhiên cái lông mi cái nó cong vậy luôn đó các bạn nha. Và tự nhiên cái mỏ nó đỏ luôn. Cái tự nhiên cái chân mày nó bán vậy luôn nha mọi người. Quỳnh rất tự nhiên. A few moments later. Không à, ăn uống kiểu này ngại quá các bạn, không còn ai đó, mình ăn gì cho nó lẹ. Thôi mình ngại đó, mình ăn cháy chạy nha. Thôi mình ăn tô cho nó gọn nha các bạn. Rất là ngại thì đó mời cái nhà mà làm vậy mình khó từ chối ghê á. Đồ luôn thau cá và tô luôn. Đó, ngại ghê luôn á, mình dính nhà. Mình rất là ngại khi mà người ta mời mình ăn cầm. Thì có mốt kiểu này mời mình không dám đến đâu mọi người á. Thiệt á, mốt mời kiểu này mời mình không dám đến đúng không thiệt á. Thấy tuyệt tình á. Tới nhà mà mời bạn như này. Thôi còn xương không bà bạn. Thôi được rồi, mình rất là ngại không mấy bạn dọn đi nha. Chứ mình ngại đó, mình không dám nhìn mấy bạn mà mình ăn đâu. Thì vô khác mình ăn với mấy bạn. Ê, mình làm cái tụng ly cho sức khỏe rồi vào lại nào. Chúc em mau khỏe ha, để mình lại còn nhấp nhô. Ngon ghê á. Không. Em muốn nhấp nhô tại đây ạ. Em muốn làm gì? Tự nhiên gì cộng cộm sao em vậy? Ôi con mẹ này. Mẹ này mẹ mặc đồ mà mẹ tự xém ạ. What the hell? Được rồi ạ. Hình như đồ này đồ em bán hả? Đúng rồi, tại vì em muốn cho bộ đồ này giống cây cài luôn. Hai lần trước á, cái lần đầu anh gặp em là ở tiệm tóc. Cái lần thứ hai là mình hẹn nhau ở trà sữa Toko. Thì em mặc mấy cái bộ đồ kia anh nhìn nó quen rồi. Bây giờ thì anh nhìn cái bộ này thì cái khoảng không vũ trụ nó không còn trong mắt anh nữa. Nó là một cái gì đó nó rất là mộc mạc, dễ thương. Có nghĩa là sau cái sự mộc mạc này nó có bề ngoài tuy chẳng có gì nhưng mà bên trong thì nội thất là tiện nghi bất ngờ. Bên ngoài cảnh vật hoang sơ, bên trong cảnh vật nên thơ chữ tình. Nhiều quá. Mọi người biết không, em Quỳnh hôm bữa tôi mới quảng cáo có 30cm 40 phút rồi mà người nào về em cũng suy nghĩ về cái điều đấy. Đó cũng có thể là lý do khiến em ấy phải nhập viện đấy. Thì anh đang ngồi uống nước với anh này muốn có một bài thơ tặng cho em. Nhờ nằm đi. Một bài thơ là toàn đố liền thôi. Nói. Em nghe kỹ nhá. Nhà bà thiên thì gần nhà bà đào, gần nhà bà đào là nhà bà hồng. Vì nhà bà đào trồng hành trồng cam và danh tiền làm nhà. Chiều chiều bà thiên nhà bà đào đua bò và gà chuột về nhà thầm thùng viên đào nhiều tiền. Còn bà hồng thì về nhà ngồi tiền buồn phiền về đào nhiều tiền mà làm nhà đấy. Vỗ tay. Ôi cái ly to phải biết uống bao giờ mới hết à? Thì anh thích to em muốn to đâu, anh thích cái gì nó vừa phải thôi. To quá thì chết này. Hôm bữa đó, lúc em nhập viện anh có đăng một cái bài hát lên. Anh kêu là bài hát sáng tác dành tặng cho em Quỳnh, không biết em có nghe không? Quỳnh búp bê. Chung là cũng là Quỳnh. Em có nghe em khóc luôn á. Cảm động mà. Happy như thôi bây giờ anh hát lại đi. Em muốn nghe bây giờ. Hai một đoạn anh không? Nghe cho em hết bệnh luôn. Thế hả? Anh tưởng em bệnh nặng hơn. Và ngày hôm nay giây phút này anh muốn nói với em những điều từ sâu trong anh. Anh muốn nói một điều, anh yêu em thật nhiều. Em có hiểu được lòng anh không? Chỉ cần một phút được ở bên em là niềm hạnh phúc trong anh dâng lên. Thấy không? Tụt mẹ hưng. Đi về. Này mọi người, em bài hát này rất là tình cảm đúng không? Quỳnh là thứ tồn tại duy nhất. Những thứ khác có hay không không quan trọng. Sao mày ngu thế hả? Từ xưa giờ em quen bạn trai thì em muốn mẫu bạn trai là như thế nào? Cao to. Cao to là cái đó đúng không? À, hay là ý là chiều cao hả?
anh cao là anh cao chỗ khác, anh không cao ở bên ngoài, anh cao ở một cái khả năng tiềm ẩn. Cái gì nữa, có đen hôi không, cao to đen hôi không? Chứ cao to có nhiều cái phạm trù, em không nói rõ thì anh biết được. Nói chung là miễn là cảm xúc của em là được. Thế làm sao mà ủa trong nhà này có bánh bao không nhân à? Ủa, cái này là cái gì đấy em? Bây giờ thì cũng trễ rồi nên anh xin phép về để cho em nghỉ ngơi nhá. Trước khi về em có muốn nói gì với những cái người bạn mà đã hỏi thăm em một tuần qua không? Cảm ơn mọi người đã hỏi thăm Quỳnh nha. Cảm ơn anh với lại Tú qua thăm em. Qua chơi, qua thăm, qua ăn cũng hết nồi cơm của em. Nên là em hy vọng từ nay không còn gặp lại hai anh nữa. Đường thương đau đầy ái nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người. Cảm ơn mọi người hỏi thăm Quỳnh nha. Thích kỷ với mọi người, có mấy ly trà sữa order ghi sổ cho nó thôi mà nó nói nặng nói nhẹ như vậy đó mọi người. Thôi từ nay đừng có qua thăm nó nữa nha mọi người. Thôi trái cây đem về nha mọi người. Thôi đi về đi về. Trái cây cam, cho camera nha, camera nghe nãy giờ cho cái bịch tôm Quỳnh. Chào em. Còn một cái nữa nhất định anh sẽ mang về. Đây. Tủ lạnh nè. Bánh bao. Bánh rồi. Không có thịt. Tủ lạnh cầm về lấy về luôn mọi người ơi. Xin chào. Cả nhà nhìn là biết tôi đang ấy rồi đúng không? Ok, nếu bạn nào theo dõi Hùng trong thời gian vừa qua thì mọi người biết Hùng luôn luôn tự hào chia sẻ về một dòng sản phẩm Hùng đã dùng để làm đẹp 5 năm qua. Đó chính là bột yến mạch. Và trong hơn 2 năm kinh doanh dòng sản phẩm này, Hùng đã tạo dựng nên được một thương hiệu mang tên riêng của Hùng mà rất là nhiều khách hàng yêu mến trên toàn quốc gọi Hùng một cái tên rất là trìu mến, đó chính là chú Hùn yến mạch. Và trong thời gian mà Hùng kinh doanh thì Hùng đã nhận được rất là nhiều những cái đóng góp chia sẻ của khách hàng. Cho nên trong 4 tháng tìm hiểu vừa qua, Hùng quyết định nâng cấp dòng sản phẩm của mình lên một tầm cao mới. Và ngày hôm nay Hùng muốn chia sẻ đến với tất cả mọi người, đó chính là dòng sản phẩm được mang tên bột yến mạch ngọc trai. Và như mọi người thấy, trên dòng sản phẩm này sẽ có logo, tên và chữ ký của Hùng, để thứ nhất là tránh hàng nhái, hàng giả. Và cái thứ hai, có rất là nhiều khách hàng yêu mến muốn có một chút gì đó kỷ niệm khi mua hàng của tôi, cho nên là tôi sản xuất hàng loạt luôn. Và cách dùng sản phẩm này rất là đơn giản, mọi người nhìn nhá. Ok, và bột yến mạch ngọc trai có những cái hạt li ti sẽ cung cấp cho bạn collagen thẩm thấu đều vào da, giúp da chúng ta trắng mịn một cách hồng hào tự nhiên. Những làn da bị mụn, bị thâm, sử dụng dòng sản phẩm này thì chắc chắn nó sẽ mang lại cho bạn một hiệu quả rất là tuyệt vời. Hùng cam đoan và đảm bảo với các bạn rằng là chỉ cần rửa mặt lần đầu tiên xong, bạn sẽ cảm thấy da mặt mình rất là nhẵn mịn, và mình sử dụng lâu dài nó sẽ mang lại cho bạn một làn da rất là tuyệt vời. Ok, và nếu bạn nào chúng ta quan tâm đến cái dòng sản phẩm này, mọi người có thể lên Facebook và gõ fanpage Trần Quang Hùng, hãy inbox cho Hùng để Hùng có thể tư vấn cho bạn rõ hơn chi tiết về dòng sản phẩm này nhé. Rất là mong khi sử dụng dòng sản phẩm này, các bạn có thể tự tin khi đi ngoài giao tiếp mà không cần phải make up, cũng như là tạo thêm được nhiều mối quan hệ quen biết. Vì chúng ta có làn da đẹp thì chúng ta sẽ luôn luôn tự tin, đúng không nào? Các bạn vào thanh công cụ của Facebook và gõ fanpage Trần Quang Hùng, rồi inbox cho Hùng, Hùng sẽ tư vấn cho các bạn nhé.